Ở đây có mấy con máy đào nè, nhỏ nè. Mấy con này thì nó nằm tầm giá chừng khoảng 70-80 triệu một chiếc thôi. Hàng mà hàng bãi mới nhập trực tiếp từ bên Nhật về, chứ không phải là hàng Việt Nam đâu. Đó, đây 70-80 triệu một chiếc thôi các bạn nha. Mấy con này là không mấy em. Nó cỡ không mấy? 0.25 hả? À, cỡ 70-80 triệu một chiếc thôi. Hàng bãi luôn. Nếu các bạn nào mà muốn mua thì mình sẽ cho số điện thoại ở trên video để các bạn liên hệ với lại chủ xe mua. Hàng bãi nhập từ Nhật, trực tiếp từ Nhật về. Đó. Cái thằng này nó giống đời của cô Beko quá ha. Đúng không? Cái cần của nó, cái cần uống mới đó anh, đời mới đó, đời cái cần của nó gấp gọn lắm. À, cần nó cần cuốn lại luôn nè. Cái này mình nổ máy xong mình chạy xuống á chứ bộ, đúng không? Đúng rồi anh. À. Nói chung hàng này là bao nổ, chưa được móc vào luôn. À. Hàng bãi nhập từ Nhật về nha. Nhập từ Nhật về luôn á. À. Đây, mây sới nè, mây đào nè. Ở đời này là đời cô Beko nè. Hàng này rin mang từ bên Nhật về, không có tút tét gì hết. Hả? Ờ. Đó. Bây giờ chưa dọn chứ gì luôn. Nếu mà các bạn nào muốn mua thì mình để số điện thoại ở trên đầu video á. Rồi cái này cần mình tháo ra, mình tháo rời ra để mình di chuyển đúng không? Chưa ráp. Ồ, con này mà lên là đẹp lắm đây. Chưa ráp cần. Khóa hôm nào cũng đeo rồi. Khóa trong nhà rồi. Mình để số điện thoại trên đầu video nha các bạn nha. Các bạn muốn mua thì hàng bãi là nó vậy á. Khi mà về mình dọn đồ lên là nó đẹp à. Ví dụ mình muốn mua là mình dọn lên là nó đẹp thôi. Rồi đây cuốc nhỏ nữa nè. Mấy con này mấy chục triệu một chiếc thôi các bạn. Giá rất là rẻ. Ở đây hàng bãi về trực tiếp về giá rất là rẻ.